chúa rể Thúy Bình đã có mặt trên sân khấu tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy mở một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cô dâu Hồng Đào và chú rể Thúy Bình có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọn vẹn ngày hôm nay đây cũng nhờ những bậc sinh thành đã cùng nhau vun đắp và tạo mọi điều kiện để cô dâu và chú rể của chúng ta đến bến bờ hạnh phúc ngày hôm nay. Và ngay sau đây, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu lên sân khấu vị ghế thân sinh của cô dâu, xin được trân trọng giới thiệu bố Lương Văn Dương và mẹ Tòng Thị Phanh Khách. Và đại diện về phía hội nhà gái, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng và giới thiệu bác Lương Văn Điệp sẽ cùng với thân sinh của chú rể ông Lò Văn An và mẹ là Lò Thị Hạnh cùng đại diện cấp cao của phái đoàn hội nhà trai, đó là ông Lò Văn Lượng sẽ cùng trở về sân khấu tình yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quốc gia Hào Khăn. Kim Bán sống má mà ớ khỏi so. Chú thở po me chú con. Có cháu thấy lắm nữa sửa lý đi hô kiểm dòng dăm tâm đường. Nhà nhàng ma nàng bảo sau người bố lũ xoắn làn phải kho phong ăn Hào Khăn ăn hai nhá đi ăn đi hà lạnh chuốc rú lại khoác lại vì phải đắc lý sao mặn rú khăn sang vườn môn tính của con nhà hai chúc chúng hải anh tên chúc chúng em tư hưởng rộng rộng. Chúng khỏi đi tang thì cậy thì kín mưa nả mưa suốt cứ tu nước bò mẹ thấy cầu tinh xít nơ. Một tràng vỗ tay thật lớn từ quý vị cho hai bác đại diện cho bọn nhà trai cũng như đại diện cho họ nhà gái đã có đôi lời phát biểu thật ngắn gọn và ý nghĩa căn dặn con dâu và chú rể của chúng ta trên bước đường đi xây dựng cuộc sống mới. Và cảm ơn toàn thể quý vị khách quý đã cùng trở về đây chung vui với buổi lễ vô quy ngày hôm nay. Và ngay sau đây ban tổ chức của chúng tôi xin được kính mời hai bác sẽ cùng tiến đến và trao nhau cái bắt tay ạ. Vâng, xóm ơi xóm là Hải Phú. Vâng, xin được kính chúc hai bác thông gia thật nhiều sức khỏe và chúc cho tình thông gia gắn bó keo sơn. Một tràng vỗ tay thật lớn cho quý vị dành cho hai thông gia của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời hai ông thông gia sẽ cùng đến với vị trí của mình ạ. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với nghi thức. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến đến phát huy tình yêu và bó hoa. Cô dâu sẽ cùng để thấp một chút ạ. Dạ vâng, chúng ta sẽ đến với nghi lễ đó là rất nhiều sân bay. Xin mời cô dâu chú rể. Và các bạn thân mến, những cầu rượu đang được cung chào trên tháp đi tình yêu của chúng ta. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng rót những ly rượu để cùng kính dâng lên bố mẹ hai bên gia đình và kính dâng lên đại diện cấp cao. Tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta sẽ cùng nhau rót rượu đi ạ. Dạ vâng, sẽ cùng dơ với đại gia đình của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng những ly rượu lên bố mẹ hai bên gia đình. Chú rể sẽ dâng những ly rượu lên bố mẹ vợ. Và tất nhiên rồi cô dâu sẽ dâng những ly rượu lên bố mẹ chồng và các bác đại diện cấp cao. Phái đoàn họ nhà trai trân trọng kính mời. Xin mời cô dâu chú rể, xin mời hai bên thông gia, hai bên quý vị cảm ơn. Xin mời hai bên thông gia, dạ vâng, sẽ cùng tiến đến và cùng chạm chén nhau ạ. Vâng. Hãy đập đi vào nữa, chạm được chén vào nữa, chúc mừng hạnh phúc nào.
Và một lần nữa ban tổ chức của chúng tôi chân thành cảm ơn các vị đại diện cấp cao, các nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây xin mời hai bên gia đình sẽ cùng tiến đến và cùng trao cho nhau cái bắt tay ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình tham gia. Ban tổ chức của chúng tôi xin được kính chúc hai bên gia đình thông gia sang năm mới thật nhiều sức khỏe, phát tài phát lộc, diện kính bắt tay mặc cửa đơ xuống bên phải luôn hoa đơ. Một lần chào vỗ tay thật lớn từ quý vị dành cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và ban tổ chức của chúng tôi cảm ơn các bác rất nhiều. Và ngay sau đây để tỏ lòng cảm ơn, xin mời các bác sẽ cùng đến từng mâm cỗ để cùng chúc lời phúc đến hai con, hai cháu của chúng ta ngày hôm nay. Ban tổ chức của chúng tôi cảm ơn rất nhiều ạ. Và cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng đán lại ít phút để nhận được những món quà đến từ người thân, người thương của mình trong gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và món quà đầu tiên xin mời bố mẹ của cô dâu sẽ có món quà dành cho cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị và các bạn ơi, we'll be right back.